nổi vậy? Không, nó cố mà. Càng bật đèn nó càng lóa. Mọi hôm còn ánh nắng mặt trời còn sáng, và càng bật cái đèn của nó. Bọn nó ở trên hết, không sao. Hello. Đến hẹn lại lên. Hello Thảo Vân Lê. Ừ, đấy mọi. Chào Tuyết Nhung. Dạy xong cái lớp spa này cho xong luôn đi, xong chuyển sang lớp nối mi. Lớp nối mi có vẻ các bạn cũng ít tương tác thì mình cứ dạy cái lớp spa trước cho nó tương tác nhiều đã. Người đâu hết rồi, lâu thế sao? Mọi người ôn lại bài hôm trước như thế nào nhỉ? Có chứ, để thầy kiểm tra lại bài cũ xem tình hình các bạn học đến đâu rồi. Ui, 4 người, 3, 2 người. Đâu hết rồi. Hôm nay là bài kỹ thuật massage chuẩn trên canh, trên manơ canh. Sau khi làm trên manơ canh xong thì bắt đầu mình sẽ làm trên mặt mẫu thuật luôn. Mình sẽ chia nhỏ ra từng bài một mình dạy. Mọi người ai đã học bài cũ rồi thì phải quay clip lại gửi cho mình xem để mình kiểm tra xem đã làm đúng chưa nhé. Đã bỏ thời gian ra học rồi thì mong mọi người là cố gắng nghiêm túc hộ mình. Chúng ta cùng nghiêm túc. Lục Bình Tím, chào em. Định nghĩa. Đâu hết rồi. Mọi người share đi nè. Mọi người share và thả tim đi cái nè. Ít thế nhỉ, điểm danh gần 100 người mà giờ lại không thấy đâu này. Hôm nay là bài 5 đây, massage với kem manơ canh đây.
Chào Huyền Trần. Hôm trước mọi người thấy cái bài bài 4 ấy, là cái bài xông hơi hút dầu và hút mụn trên mẫu thật đấy, thì các bạn xem thấy thế nào? Chắc có sự cảm nhận ổn đúng không? Sự hồ này quen quen dần rồi đấy. Lái xe rồi thả tim đi tí cho nó vui tí, xong tí nữa học. Có bạn nào mà chuẩn bị mở spa không? Có cần hỏi về cái kinh nghiệm mở spa không? Bởi vì là thời điểm spa, thời điểm hiện tại rất là nhiều bạn mới vào ấy, thì cũng cần nhiều cái yếu tố về về kiến thức nghề, cộng với cả kiến thức về sản phẩm. Kiến thức spa thì nó cũng rộng, mọi người phải cần chú ý. Đợt tới mình mà chuẩn bị mình sẽ làm một cái lễ ký kết với bên trường ấy, thì có thể là những cái bạn học online cũng được cấp chứng chỉ quốc gia. Nếu mà làm được việc này thì mình rất là vui. Chắc khoảng một tháng nữa là có kết quả, mình sẽ thông báo cho mọi người. Hiện tại thì mình mới cấp chứng chỉ quốc gia tại cho những cái bạn mà ở tại học tại học viện thôi. Còn những cái bạn mà học online lớp nâng cao thì chưa được cấp. Hôm nay vắng hơn hôm trước nhỉ? Khoảng 5 phút nữa chúng ta cứ bắt học đầu học thôi. Bởi vì là cái thời gian nó cũng không cho phép. Khoảng một tháng nữa anh sẽ thông báo cho các em biết cái việc cấp chứng chỉ khi học online nhé. Cấp chứng chỉ quốc gia thì nó mới được chuẩn, và khi các bạn làm thì các bạn mới chuẩn được hết. Mấy bạn ở đây là đều đầy đủ dụng cụ học tập và giáo trình chưa? Hy vọng các bạn đừng tiếc cái vấn đề một số tiền nhỏ, mà kiến thức nó là rất là rộng, mà các bạn lại có nhiều bạn bảo là cuốn giáo trình nó không có tác dụng thì mình rất là buồn. Đi học mà lại không sắm cày với cả trâu thì làm sao mà có thể học được. Thường dạy ban ngày thì nó cái lượng online thấp thật đấy. Dạy ban ngày là lượng online các bạn ấy nó sẽ không bằng buổi tối. Buổi tối thường anh dạy lớp full sum là toàn mấy chục với cả là trăm cơ. Ồ, sự hồ vẫn chưa có à? Đây. Giáo trình chuẩn có tất cả các bài học ở trong này em nhé. Các em không có thì làm sao học được? Up bài nó phải có người học thì mới up chứ em. Up mà không ai thèm xem chết, xấu hổ lắm. Đây này, có đầy đủ luôn. Từ bài 1 đến bài 2 phút nữa chúng ta cứ học thôi. Đây là cô giáo Thu. Mọi người thả tim cho cô giáo tí để còn học.
ít, hôm nay ít hơn hôm trước, được 20 mấy người. Mọi người chắc là đang bận đi kiếm tiền hết rồi. Học, thực ra học buổi tối thì nó sẽ tốt hơn. Học ban ngày thường là mọi người sẽ bận. Mọi người cứ em có xong để đấy hết mà. Ok, Hiệp Hoàn vào muộn không sao, quan trọng là học là được rồi. Mình thấy cái lớp on full sợ, cái lớp ra thì các bạn là cũng chỉ không bằng lớp full xăm. Lớp full xăm thì các bạn ấy thực sự là trả bài nhiều lúc mà cái bài mình giao để làm ấy là các bạn trả bài là tới 500 đến 700 comment. Còn lớp ra này thấy các bạn là cũng có vẻ là chậm hơn một chút. Sự hồ nếu mà cần giáo trình thì có thể inbox anh nhé. Bởi vì có một cái hạn chế, cái lớp thường là cái lớp ra này là buổi tối thì mình không dạy được. Vì giáo viên của mình là chỉ có giờ hành chính thôi. Nên là nó hơi khó một chút. Ok, chúng ta vào bài nhé. Đây, hôm nay là đến bài số 5 massage cái kem chín canh. Cho nên các bạn có đầy đủ canh chuẩn bị ra chưa ạ? Anh hỏi cho các bạn chuẩn bị canh chưa? Mà nhớ khi hôm nay học thì phải trả bài mấy bài hôm trước. Yêu cầu là những cái clip này xem xong các bạn học xong các bạn trả bài nhé. Mình cũng dạy hơi nhanh. Sau ngày hôm nay là sẽ dành khoảng 10 ngày để các bạn phải trả bài cho bên mình. Xem cô giáo kiểm tra nhé. Thì massage trên canh thì bình thường ra thì chúng ta không cần dùng với kem okay. Đâu nhá. Các bạn cứ chuẩn bị một ít phấn rôm cho tay mình nó đỡ ướt này. Rồi vào một con canh thôi ạ. Sau cái bài massage trên canh này chúng ta sẽ bắt đầu chuyển sang mắt bài massage trên người thật. Đấy, bắt đầu 10 người, à 7 người rồi đấy, lên dần. Mọi người nhìn tay cô giáo nhé. Bắt đầu được chưa nhỉ? Bắt đầu được rồi, ok. Trước tiên thì nếu mà ví dụ như là trên canh thì chúng ta sẽ phải dùng kem và chấm điểm. Thì những cái bài đấy thì sẽ là mình sẽ trả cho các bạn ngày hôm sau. Mình sẽ dạy các bạn ngày hôm sau đối với trên người thật nhé. Thì hôm nay với trên con canh thì bước đầu tiên thì bao giờ vào cũng là phải xoa kem trước ạ. Và đây là các thao tác xoa kem nhé các bạn nhé. Thứ nhất chúng ta sẽ xoa từ phần ức ngực ạ. Hôm trước như các bạn xem đấy là mình đã phải thay cho khách một cái váy quay. Hoặc có thể không váy quay thì chúng ta sẽ phải xoa bắt đầu từ dưới cằm đi lên ạ. Nhìn tay nhá. Rửa mặt với tẩy da chết thì chúng ta có thể nhanh. Thế nhưng mà đến bài massage thì chúng ta lại phải chậm rãi thôi ạ. Các bạn nhìn này. Nhìn thao tác là rất dễ nhưng mà cũng không phải là dễ đâu ạ. Có những bạn luyện đến 5 ngày cũng chưa xong đâu. Xoa nhá. Đặt tay này, miết qua này, làm thao tác chậm một chút. Xoa má này, lên đến mũi này, trán này. Thái dương này, vòng qua mặt này, đưa tay xuống này, miết đi lên này, ấn huyệt này, làm lại một lần nữa cho kem thẩm thấu hết trên mặt này.
Các bạn nhìn kỹ không ạ? Các bạn nhìn thấy không? Nhìn rõ không? Đấy là, đấy là bài xoa kem đầu tiên nhá. Các bạn đang hiện tại đang có 7 bạn xem rồi, 8 bạn. Mọi người cho biết là có rõ không nào? Thế còn tiếp tục bài mới nữa. Thế có rõ không? Có cần mình phải làm chậm lại một lần nữa không ạ? Em làm chậm lại một chút. Trả lời trên màn hình nhé. Hiệp hoàn vừa rõ. Ok Tuyết Nhung. Kết thúc bài xoa kem nhá. Và mình đi lặp đi lặp lại là ok. Mình xoa làm sao cho kem thẩm thấu đều hết khắp mặt vùng mình cần làm nhá. Chứ đừng có để kem nhoe nhoét ra nhá. Mình xoa làm sao phải thật là đều. Đấy là bài xoa kem và đây là bắt đầu vào bài massage này. Động tác đầu tiên. Các bạn dây số 8 này. Đi số 8 thì thấy dương. Thả lỏng tay ra nhá. Đi số 8 này. Miết từ dưới lông mày này vào trong này. Đi bộ phần khóe mắt này. Ấn huyệt Tình Minh này. Ấn huyệt này. Miết tay ra đến Thái Dương này, ấn huyệt Thái Dương này. Và làm đi làm lại như thế khoảng độ 4 đến 5 lần. Các bạn rõ động tác thứ nhất không ạ? Mình làm từng động tác mình sẽ dừng nhé cho các bạn dễ hiểu nhé, không sợ nhanh quá. Mình nói lại này, đi số 8 này. Vuốt ngược từ lông dưới đuôi lông mày đi vào này. Đi bộ vùng hốc mắt này. Ấn huyệt Tình Minh này. Miết ra này, ấn Thái Dương. Lặp đi lặp lại động tác này 4 đến 5 lần. Ok chưa ạ? Rất đông các bạn đang xem rồi. Động tác tiếp theo. Là động tác tiếp theo là chúng ta sẽ miết vùng trán ạ. Nắm này, dùng cùi này đặt nhẹ này, miết ra này, nắm này, đặt nhẹ miết ra này, nắm đặt nhẹ này. Nhớ này, tầm này của man canh đây là trán thôi ạ, còn phần trên này là tóc nhá. Nhưng mà bây giờ các bạn đừng có nhiều bạn học viên ở đây học là các bạn ấy trượt như thế này ạ. Đấy là canh như thế thôi, thế nhưng mà người thật thì làm sao mình trượt hết là lên đến đỉnh đầu khách, lên hết là tóc được. Thế chúng ta sẽ chỉ nắm này, đặt thẳng ra này, tạo thành hình một chữ V như này thôi ạ. Tạo thành chữ V như này chứ không phải chữ V ngang này nhá. Nhìn lại nhá. Làm từ từ này. Đây là động tác tiếp theo. Từ đây này, chuyển sang động tác thứ 3 này. Từ đây trượt tay này, đặt này. Có bao nhiêu ngón tay chúng ta sẽ di chuyển luôn này. Đi theo hình chữ X này. Miết này. Nhớ là miết nằm hết cái phần này. Chứ chúng ta sẽ không thể miết kiểu này. Sẽ rất là khó chịu ạ. Miết này. Quay dịch sang đây.
vì chỗ này là phần thái dương với phần cạnh này nó rất là nhỏ thì chúng ta sẽ phải lách tay này. Ra đây thì chỉ được hai ngón thôi ạ. Dây phần thái dương, xong bắt đầu lại trượt tay đi vào, chữ X đi vào. Và làm tương tự như thế sang đến bên kia. Cũng làm 4 đến 5 lần như thế. Tay đặt ở đây chỉ là gá để ấy thôi nhá, đừng có lấy cái điểm này là điểm làm comba để tì vào đâu nhá, chỉ gá nhẹ thôi. Đây là động tác thứ ba nhá, chuyển về đây để chuẩn bị sang động tác thứ tư. Đã rõ chưa? Đây mình làm thế này, làm đến 5 lượt rồi thì chúng ta sẽ nhả tay ra và về đến thái dương, ấn nhẹ để chuẩn bị chuyển sang động tác thứ tư. Các bạn lưu ý các cái động tác chuyển nhé, để tránh làm rời rạc bài của mình nhé. Động tác thứ tư, một tay giữ ở thái dương, một tay còn lại nhấc tay lên, đặt về, đặt hết lên trán này, hơi miết nhẹ theo đường lượn sóng này, ôm về bên kia, ấn nhẹ thái dương, tay này lại nhấc lên. Và cũng làm tương tự như thế. Chúng ta sẽ không được nhấc cả hai tay ra ngoài đâu ạ. Luôn luôn sẽ có một tay ở trên mặt khách nhé. Cũng làm 4-5 lần ạ. Tiếp, động tác tiếp nhé. Hai tay trượt vào, đưa nhẹ, lách nhẹ này, ôm miết ra này, ấn thái dương. Và ngược lại này, đảo tay này, ấn lên thái dương. Nếu chán nhỏ quá thì các bạn phải lách tay nhé. Lách tay làm sao cho vừa nhé. Chứ không phải là cứ nhìn thấy ấp nhẹ là cứ ấp hết đâu. Đến lúc lên người thật là chúng ta lại cứ quệt hết ra tóc của khách luôn nhé. Ngoài được học những cái bài spa này thì các bạn sẽ được học thực hành thực trên mẫu thật, cộng với vấn đề là được thực hành ở các cơ sở của họ, của Eva. Thêm một chút nữa là sau này những người mà về mở ấy thì cô giáo và anh sẽ hỗ trợ thêm về vấn đề là tư vấn làm sao để tiết kiệm chi phí khi mở nhất. Chú ý những cái bài học của cô giáo nhé. Các kỹ thuật này thì các bạn phải chú ý làm sao mà làm cho đúng, vừa làm vừa hỏi khách xem nó có đau hay như nào không, lực tay. Động tác tiếp theo, các bạn nhấc một tay đặt nhẹ này, nhấc một tay này, ôm nhẹ này, miết ra này, làm lại nhé. Lần này này, hơi đưa tay này, niết qua mắt này, đặt tay này, dùng cái cùi này nhé, trượt ra này, miết ra, vẫn về thái dương, tiếp, trượt nhẹ hơi ôm nhẹ xuống mắt. Sau này các động tác như thế nhé. Các bạn đang bảo là học rất dễ hiểu. Tất cả những cái bài mà bắt đầu từ bài rửa mặt lau bông ấy, các bạn nên làm cho mình cái video. Thì ví dụ như bạn sai ở đâu thì mình sẽ lại đáp trả cái video làm đúng, sửa đúng cái lỗi sai đấy cho bạn. Chứ không thì bây giờ không biết các bạn làm nào, vì sợ là dạy như này các bạn sợ nhanh quá các bạn không tiếp thu được ấy.
Thì là sau hôm nay là các bạn sẽ quay lại những video xong sau đó đăng lên trên group, anh sẽ cho phép đăng lên, xong sau đó cô giáo sẽ xem lại để kiểm tra nhé. Mình sẽ trả từng cái video một lại cho các bạn. Thì bây giờ tại vì spa này không không thể làm mà trên giấy được, nên là toàn ở trên clip bạn thật nào mà thôi. Thực sự là muốn theo nghề thì nhớ là có thể inbox cả nick của cô giáo Thu hoặc anh. Đây cả động tác tiếp nữa này, chúng ta sẽ nhấc một tay lên này, nhấc một bàn tay lên này, đặt này ngang này, theo cái hình này nhé, theo đường như này, có ngang sạc, tay này có sạc không? Đấy, em vừa đấy đi tìm sạc cho anh mà bọn nó mang đi đâu rồi. Không phải, không phải, em vừa đi tìm sạc đi. Đặt ngang ra nhé, miết phần bên một nửa bên lông mày bên trán bên này nhé, miết ôm này, nhớ này, ôm này, ôm sát tay vào này, chứ đừng có hời hợt như này nhé, hời hợt như này nó không sướng đâu. Ôm miết này, chuyển sang bên này chúng ta đảo tay này, đảo tay này. Tất cả các cái động tác ở trên trán các bạn có thể đảo động tác được nếu quên, không bắt buộc là đi theo trình tự nhé. Thế nhưng sẽ có động tác bắt đầu và động tác kết thúc là các bạn phải nhớ chuẩn, chứ không lại gò bó các bạn quá thì lại hơi khó. Các bạn chờ anh một chút, anh đi nhờ người lấy sạc nhé, không lấy pin. Em ơi, có khoan cầm trên cái sạc iPhone lên trên đây nhé. Các bạn chờ một chút nhé. Bữa em thấy mất pin rồi, đi tìm nó cũng khó mà. Đây, chúng ta sẽ làm vào đây. Đây là tất cả các động tác trên trán đã xong này. Bạn chờ một chút thì anh sạc pin cho nó đầy xong rồi mình sẽ làm. Đây là phần trên trán đã xong rồi. Xong rồi nhưng em sẽ làm lại tất tật từ đầu đến cuối mà không làm luôn đi, em không đứt đoạn ấy. Làm luôn nhé. Luôn nha. Đây là bắt đầu này, bắt đầu vào luôn bài lại từ đầu này. Ấn huyệt này. Lát là do mạng của em đây em nhé, Ngô Phượng ạ, thì em có thể xem lại sau. Anh thấy nó bình thường, không hiểu như nào. Chắc đang trời nó đang mưa. Hà Nội đang mưa nhá. Rõ ở đây thì rõ. Không, anh nhìn nhìn cái động tác là rõ. Quay hẳn xa 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 tay ra. Đấy, em quay xa ra cho nhìn kỹ hơn. Nếu mà không may cái clip này đang quay mà nó hết pin thì mọi người thông cảm nhé. Đang làm lại một lượt đầy đủ luôn cho mọi người xem. Nhớ là làm đi làm lại mấy lượt nhá. Mình chỉ làm cho các bạn mẫu những cái này một vài lượt thôi. Làm cái này nó đều phải thành thục và phải nhớ chứ không. Lục bình tím đi xem ok đấy, không phải là do anh đâu, do mạng của các bạn thôi. Hà Lê không sợ được. Bây giờ các anh có thể xem lại nhé. Đây là cô giáo đang làm lại một lần từ đầu đến cuối cho mọi người xem. Đến đây mới là massage phần trên trán nữa nhá. Anh quay đi. Anh quay rồi đây.
sạc sạc rồi sống thôi. Đó là từ đầu đến cuối của cái bài massage của mình, phần trên trán nhé. Ok, vừa giờ là hết cái bài massage trên trán rồi. Còn những cái bài sau thì sẽ khi mà các bạn trả bài xong thì anh sẽ tiếp tục livestream một buổi hôm sau nhé. Vì không thể dồn mà dạy hết cả một bài cho các bạn trong ngày hôm nay được ấy. Mọi người livestream thả tim cái để lấy động lực cái nào. Nói chuyện 5 phút rồi dừng. Còn 6, 7, 10. Giao mạng các bạn cũng bị ao. Đâu hết rồi? Còn ai online không? Thả tim đi. Tim nó phải rầm rầm đấy chứ. Thì trong cái, những cái buổi học về lớp spa ấy, thì mong mọi người là nếu đã thực sự mà muốn theo nghề, học nghề thì cố gắng là nghiêm túc cho mình để mình hỗ trợ cho nó tốt. Và yêu cầu là trả bài nhé, trả bài thực sự nhé. Thì mọi người có thể quay lại những cái clip xong bắt đầu là đăng lại thì mình sẽ xem sai đâu sẽ sửa lại cho dễ. Trong quá trình học thì những cái bạn học online thì nó khác hơn những cái bạn học ở học viện thì có một cái khác là thứ nhất là cô giáo kèm hàng ngày, thêm một cái nữa là các bạn được thực hành trên mẫu thận liên tục và được đi thực hành các cơ sở của Eva, thêm nữa là các bạn sẽ được hỗ trợ miễn phí chỗ ăn chỗ ở, cộng với thêm là được bao dụng cụ học tập và sau khi học xong sẽ được cấp chứng chỉ quốc gia. Và thêm một nữa là cộng sẽ được hỗ trợ là xin việc làm cho các bạn. Đấy, và từ đợt này đang có thêm một chương trình là sẽ hỗ trợ đi Hàn Quốc và các nước Nhật Bản cho những cái bạn có nhu cầu đi nước ngoài. Thì cái việc đấy thì các bạn có thể làm việc inbox trực tiếp với tớ thì nó sẽ dễ hơn. Những người nào có nhu cầu thì inbox riêng. Nên là mọi người cố gắng làm sao mà ví dụ mà học thì là thiếu cái gì thì nhớ mua. Các bạn mua gần nhà cũng được, mình cũng không bán những cái việc đấy, nhưng mà nếu mà ai cần hỗ trợ thì mình hỗ trợ thôi, chứ không phải là mình bán, bạn mua đâu cũng được thôi, nó cũng bằng đấy tiền thôi. Mà nhiều khi mua cái đồ của mình thì nó sẽ tốt hơn một chút thôi. Không biết là những cái buổi học của mình nó có hữu ích không, mong mọi người là đã học thì là phải cố gắng làm sao mà tốt. Chỉ học được một thế một buổi thôi. Em ơi, học như thế xong trả bài đấy em ạ. Chứ còn nếu em học nhiều quá nó bị loạn đấy. Phải luyện, vì học khóa học spa ở học viện không cũng phải hơn một tháng mà. Sau khi học xong các bạn còn phải thực hành, thực tập. Vì còn ví dụ như là điều trị mụn nám, tàn nhang, lăn kim, trị sẹo rỗ, lõm, triệt lông, tắm trắng. Những cái bài này là những bài cơ bản thôi em ạ. Vì khóa học ở học viện nó phải cần có thời gian được thực hành cái thứ nữa. Chứ còn ở đây thì các bạn nó đơn giản thôi, nhưng mà mong là các bạn phải thực sự nghiêm túc và yêu nghề thì hãy tham gia nhá. Thì có gì thì có thể inbox cho mình để được hướng dẫn và trả bài, thì mình sẽ đăng một số thứ tự để cho mọi người trả bài test xem là những người nào thực sự học nhé. Nhá, xin chào mọi người nhé.